Quang Ai Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương quý cô chú anh chị ơi. Sáng nay thì Duy Minh có mua một cái máy ký châm chôm quý cô chú anh chị. Của mình mua ha, cho nên là không có báo giá, chứ của khán giả thì mình báo giá cho khán giả biết. Thì bên kia thì Duy Minh thấy có khán giả đến ngồi tọa đàm ở bên mộ của chú Thanh Sang của chú anh chị đó. Thôi để mình đi vô mộ chú ơi. Mộ chú rồi có sư đến luôn. Ôi có sư đến nha quý anh chị, có sư đến đó, quý có vô mộ hôm nay. Ủa để coi về mình vô đây coi có điều gì khác lạ không nha. Hello sư nha. Sư đến cứu hộ. Hả vô gì. Ủa bữa nay mộ chú trống nhìn thấy im quá ha. Trống chạy không thấy đẹp đẽ luôn á. Sư đấy sư đốt mà anh cũng đi qua cho anh qua cái ủa ai có mua chôm chôm mà đấy thôi cầm cho mấy em phụ cái em để chôm chôm ngay chị. Chôm chôm này của mình mua nha, mua khán giả còn báo giá gì hết. Nhiều khán giả nói sao mua cúng mà nói giá chi, tại vì mình muốn công khai minh bạch. Đúng rồi. Còn của mình thì mình khỏi rõ ràng phải không? Của mình cái tâm mình không. Gì mình rồi, qua nó ngang gì mình nữa nè. Mình chụp lên nữa đó hả? Cho mình chụp chân thái. Chụp chân thái. Hai anh cho sư thắp nhang cho cậu cái nha. Cô Thanh Kim Huệ đó, Thanh Huệ đó, chú Nam Hồng Hà Sa. À cô Thanh Kim Huệ hát về Phật giáo. Ở bên đây chú Nam Hồng cầm máy 5kg luôn kìa. Này là cho bác Tiếu Còn nghệ sĩ ưu tú. Bên đây chú Năm Hùng nữa. Ở đây có mộ nè sư. Yeah.
quay mà nói chuyện gì tùm lum bấm thầm. Hồng trời. Hàng xóm của cậu. Ông qua chiều bây giờ ông qua sớm có sư cấm rồi. Ồ bữa nay xây xây mộ của vợ của chú Minh Đạt nha. Giờ con chú Minh Đạt mộ của nghệ sĩ của chú đạo diễn Lê Môn Hoàng này. Cô này là đạo diễn không à? Sư là cho phép mình hỏi là sư từ đâu đến hả sư? Từ Đà Lạt. Từ Đà Lạt cho đây luôn hả? Thầy cô chú ở Giáng Hội ở Bình Dương. À. Sư thăm bên sư Minh Thiện. Sư Minh Thiện ha. Vậy là sư đúng sư Minh Thiện rồi hả sư? Dạ. Dạ. Giờ mà mấy anh em mình đây không biết ha. Biết là chú quay sư thắp nhang cho. Đúng rồi, bởi nhiều khán giả đến sư Minh Thiện qua thắp hương lắm đó mà mấy anh em mình không thấy á. Tại mình trên đây xuống nước xa. Nên không nói chung là sư chú về đây tập hợp lắm. À. Học trong tháng người. Sư mà cũng nói là sư xuống đi thắp nhang cho sư Minh Thiện. Chung tháng này là gọi là tháng kiết hạ hay nè, đúng không? Ừ. Kiết hạ, ăn cư kiết hạ. Vô hạ. Cái kiết hạ là tháng mời sư nha. Vừa rồi nghe sư giái là nói là các nghệ sĩ trở về chùa để tu hả sư? Nếu mà những người chưa siêu thoát thì tái sanh làm người, làm lại một đời nghệ sĩ, làm tốt hơn. À. Làm tốt hơn thì giúp cho năm châu bốn bể nương theo Phật pháp đó mà phát triển thêm, được không? Chỉ dùng lời hát tiếng ca để cho Phật pháp nói chuyện à. Như vậy là đủ rồi. À. Lên tới thắp hương cho thầy Minh Thiện. Chứ mình không ngoài công chuyện riêng là không có đâu. Dạ có. Ở Dính thì đi về chùa Bình Dương. Dạ. Sẽ ghé sư Minh Thiện. Rồi, giờ là sư về chùa Bình Dương ha sư. Dạ. Rồi, ở xe kìa. Rồi, cảm ơn sư nhiều nha.
Bà nón kia vô sư ơi. À, quý cô chú chị ơi, thì vừa qua thì nghe sư giang vái là vái cho các nghệ sĩ về chùa tu đó, quý cô chú chị thì nghe vậy đó. Rồi mình hỏi sư lại, ồ cây okay, này bữa nay đẹp dữ rồi quý cô chú chị. Cây này đẹp ghê luôn. Phải nói là bữa nay khi mà Duy Minh vắng bóng mấy bữa như là ba bữa quý cô chú chị, để đi ra ngoài Vũng Tàu là chuẩn bị đón chị Hồng Loan, để là phát quà, nhưng mà không ai dự định của dự định đó, không biết vì lý do gì mà Duy Minh nghe mấy anh em chia sẻ lại là chị là tạm gác lại quý cô chú anh chị đó. Để bây giờ gì ngày khác quý cô chú anh chị thì Duy Minh cũng rất là bất ngờ luôn. Làm Duy Minh hôm qua phải chạy về và thông báo với bà con cô bác là chị Hồng Loan sẽ đi ra một phát quà, nhưng mà do bởi vì nhiều khi là người tính không bằng trời tính quý cô chú anh chị. Mình tính làm đó nhưng mà nhiều khi có công việc gì đó cái mình thay đổi liền. Thì hôm nay là khi mà đảo lại mẫu của chú thì Duy Minh cảm thấy là mẫu chú rất là trống trải và nhìn phải nói một cái không gian rất là khác luôn. Khi mà nhìn thấy trống mà nhìn thấy nó thoáng mà đẹp quý cô chú anh chị. Đặc biệt là sáng nay là Duy Minh mua một chùm trái cây chôm chôm này đó quý vị, 2 ký mấy. Và anh Ngọc thì cũng có mua một chùm nữa, chùm này chắc cũng có 1 ký mấy á. Sáng nay hai anh em sao mà không có hẹn mà trùng hợp, chắc là khán giả cũng bánh quá. Thì hai dĩa chôm chôm, hai dĩa trái cây này thì với hai trái bự thì thấy cũng ấm áp lại mẫu của chú rồi. Đấy, còn những cái hoa lan nè, hoa lan hiện nay Duy Minh thấy con hơi héo rồi, nhưng mà con xài được vài bữa quý cô chú anh chị. Trở lại với là những cái chú rồng ha, mấy chú rồng bữa nay thôi Duy Minh thấy rất là đẹp nha quý anh chị. Và đặc biệt là phải nói là mấy chú rồng hôm nay rất là tốt luôn, cây lá xum xoay luôn quý cô chú anh chị. Nó nói lên một cái điều gì đó là con cháu những cây hoa lá mà ở gần mộ chú thì nó đẹp, nó phát triển, thì Duy Minh nghĩ rằng là con cháu của mình, của chú cũng là làm ăn cũng khấm khá lên nha, phát triển lên đó, vươn lên quý cô chú anh chị ơi. Đây này đó, những chú rồng phải nói là rất là đẹp luôn nè ha, đó rồng rất là đẹp tươi tắn. Có chị mới vô. Wow. Hello chị gái nha. Mình đến thắp hương chú Vũ Linh hả chị? Dạ. Đây là có hương nè chị. Dạ. Oh. Một cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Tại mẫu của chú hình ảnh của chú bây giờ nè. Rồi buồn cánh vật càng buồn hơn. Mình đi đâu quay cũng phải đảo về đây quý cô chú anh chị. Một vài bữa, 5-7 bữa gì đó thì cũng có đảo về đây để là thắp hương và mua những cái món quà vật thể, trái cây hay là cà phê nước đá gì đó để dâng lên chú ha, để tạ ơn chú. Thì sáng nay thì Duy Minh cũng xin chia sẻ một điều là phải nói là khi mà của chú mình đảm ở về đây là mình cảm thấy nó bình an lắm quý anh chị, bình an là nó đầy những cái sức sống tình cảm quý anh chị ơi. Mình đi xa quay thì mình quay cũng được, hay mình đốt phốt cái cũng được, nhưng mà cái là mình cảm thấy nó bon chen quá quý cô chú anh chị, cái tính của mình cũng không thích bon chen.
đi quay mấy thầy hôm qua cũng vậy đó, mình quay có một buổi cảm giác được cái độ phải nói nó sao sao đâu á quý anh chị, nhìn thấy mấy thầy cũng thấy thương, đi bộ hành như thế thì cũng rất là cực đó, khổ quý anh chị. Nhưng mà mình thấy bà con phụ pháp cũng đến là kiểu là kính lễ, cũng thấy cũng trật tự chứ cũng không có bề bộn quá. Chị gái từ đâu đến đây chị? Đi đám tang bên kia. Gì hả? À, chị ở Sài Gòn xuống hay sao? À, thì ghé viếng mộ chú ha, sao chị biết mộ chú đây? Hỏi anh vậy. Dạ, vậy ha. Chị đi đám tang ghé đây luôn ha. Hôm qua đúng là mình hữu duyên, khi mà lên xe mình chạy thẳng về đây á thì mình cũng có vái Dương Nam. Bố mình đi ra Vũng Tàu quay mình đâu có vái đâu, mình chỉ trình đi ra đón chị Hồng Loan để phát quà thôi. Xong tới đi về nghe tin là chị Hồng Loan không phát quà nữa mà giờ là ngày khác, thì Duy Minh cũng có máy là ở trên đường này á, là hữu duyên mà gặp thầy để mình quay chia sẻ cho bà con. Thì trên đường thì đi về thì có mấy anh em báo là thầy đã vô tới Bình Dương rồi, mấy anh em chạy nhanh về để là quay được thầy chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem và mình trải nghiệm được một đoạn đường cũng phải nói là khi mà đi bộ hành mà giữa trưa nắng á, khi mình trong xe mình bước ra thôi quý anh chị, tại vì có gian xe của anh Nam mà cảm thấy cái độ nóng nó dữ dằn luôn á, mà cái đôi chân trần đầu thì bà con cô bác biết rồi đó, mà không có cái gì che hết mà đi ngoài nắng, đầu trần cũng trần luôn, mà đi cái độ nắng phải nói là ba mấy gần 40 độ, ở miền Đông này nắng lắm. Thì cảm giác như thế nào thì bà con cứ tưởng tượng đi, ra làm sao thì bà con cứ tưởng tượng thấy ha, nó rất là nóng nảy và phải nói luôn mình cảm thấy rất là khó chịu luôn. Nhưng mà mấy sư mà đi bộ hành mà làm như vậy thì phải nói một cái điều khó có ai mà làm được quý cô chú anh chị ơi. 100, 1.000, 1.000.000 người vài trăm triệu người thì không có được bao nhiêu người làm như vậy đâu, bởi vì là nó học tu tập như thế thì giống gọi là hành pháp giống cái hình tượng của là những vị Phật ngày xưa, cho nên là những khán giả bà con cô bác người ta cũng rất là trân quý điều đó. Thì khi mà đảo lại về dưới đây thì Duy Minh cảm thấy nó im ái hơn quý cô chú anh chị ơi. Mẫu chú bữa nay thì cỏ cùng đồ ha, làm nó gọn ghẽ sạch sẽ ha. Đó quý cô chú anh chị, thấp xuống lại nè. Thôi video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc và chúc cho bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha. Bà con cô bác đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều nha.